Rồi con sậy nó không làm ăn được gì thì gọi bố nó ra xử lý. Đây, cho lau ra, cho lau ra xử lý. Lau thì cũng ở với cùng với lại hai con cái, nhưng mà tách riêng. Đây, đây là coi như là con queen là con mẹ, và đây là 4 con của nó đây. Hầu hết là chúng nó đều là đang là lông, nó đang thay. Có một con này là lông là tương đối đủ lông này, con to này. 4 con của queen thì là có 2 con là to như mẹ, to hơn mẹ một tí, và 2 con nhỏ hơn. Vào uống hớp nước mà ra tí nữa thì nó đã xong rồi. Hy vọng là nó khớp với nhau vẫn còn kịp. Hy vọng mà nó khớp với nhau còn kịp. Lau nhầm mục tiêu rồi. Bạn nào mà nuôi gà nhìn quả này thì thích, gọi là quả nuôi gà đấy. Lau triển khai đi. Triển khai luôn sau khi vệ sinh xong. Mấy con này là phân tán hết, nhường chỗ cho có vẻ như là nó đang bị xước cái gì đấy ở bụng nên nó cọ vào bị đau. Bị sưng tí ở bụng rồi, sưng ở cái đầu tí sao đỏ, khả năng là bị nấm rồi, vì đợt này là nó mưa liên tục như thế là ẩm. Đang kiếm lá ăn để chữa bệnh chăng? Mấy con kia đừng có làm phiền chúng nó. Đi ra đằng này. Đấy, cái nó chủ động mà chạy ra chỗ khác cho đỡ vướng. Mấy đứa đi chơi đi này, chị em với nhau là bây giờ là mỗi con ở một ô, nhưng mà đừng có khịa nhau nhá. Khịa nhau là anh đấm cho trận đấy. Không phải chuyện đùa đâu. Tách nhau ra một thời gian rồi lại thích, đứa nọ thích làm đại ca đứa kia. ở với nhau chán thì không sao. Tiếp tục triển khai. Nhanh lên, con làm ăn được gì không? Không là cho con khác ra đấy. Làm ăn gì không? Và gần sát đây làm ăn. Lao ra triển khai đi, không là vào chuồng đấy. Vừa nó có con chuột chạy, đi lùng chuột. Có vẻ đã vào việc. Có lẽ là đã vào việc rồi. Hy vọng là nó sẽ chữa được cái sai hôm qua khi mà mình không để ý, không biết là con cái nó lên giống, thành ra là thả nó ra bình thường thì lại thả chung với lại một con cọc đực là con sẹo. Nhưng mà hôm qua định chữa luôn nhưng mà con cái nó không chịu, nào hầm hẻ nhau. Vớ va vớ vẩn. Được ở ngoài chơi thêm là hưởng ké của hai con kia đấy, chứ không là phải vào để cho con khác nó ra ấy. Chứ không phải là ấy đâu. Ok, coi như là có cơ hội để sửa sai, nhưng không biết có sửa được không. Vì nó lại chậm mất một ngày. Để ra mà nếu mà hôm qua được thì nó có lẽ là nó có thể sửa được, chứ hôm nay thì sợ nó cũng 50-50. Đây. Cặp đực cái đây. Ok, thôi mấy đứa chơi thêm một tí nhá. Chơi thêm một tí, chắc độ khoảng tầm 15 phút là xong. Thì vào chuồng. Đấy, nếu mà nhỡ may mà nó mà ra, nếu mà nó không sửa sai được mà nó lại ra đẻ ra nửa cọc nửa Bắc Hà thì lúc đấy rồi tặng chó nhá. Nói ai thích nuôi thì sẽ tặng chó. Lấy vía mỗi con 100 thôi, chứ nếu mà tặng không thì mọi người chẳng nuôi được. Còn nếu mà nó ra là 100% là Bắc Hà, 100% là trắng đuôi dài thì lúc đấy thì có thể nào bán bình thường. Nhưng đợt này bán chó con, đợt này cũng bán rẻ thôi, vì đợt này ít người nuôi, định không cho đẻ đấy, định cho nó nghỉ. Mấy đứa muốn vào rồi hả? Đúng không? Muốn vào trong ngôi chuồng rồi hả? Nhưng mà giờ vào thì lại thành ra vào hai lượt à? Đấy. Thôi ở ngoài này chơi lúc nữa, nằm ở đây nghỉ tí, chờ chút nó xong rồi vào một thể. Chứ không vào rồi đứa vào trước đứa vào sau nha. Ok, mấy đứa ở đây. Ở đây chơi ở ngoài này tí. Rồi tí nữa rồi vào một thể. Ok, mọi người cùng chờ cái xem nào đợt này nó như thế thì nó có chữa được không nhá. Cùng chờ xem 2 tháng nữa là biết kết quả. Giờ để cho nó chơi tí rồi đi thu dọn bớt đi, chứ không vườn nó lùm cồm quá.